Đài Thương Phật Đỏ, tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, tháng 10 âm lịch, năm Quý Mão 2023, biết được điều này, hóa hung thành cát, gặp thời đổi vận, tiền bạc ào ào đổ về nhà, giàu sang hết phần thiên hạ. Quý cô bác tuổi Tân Sửu kính mến, mình được Tử Vi rất vui khi gặp lại quý cô bác trong chuyên mục Tử Vi của 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác gặp hung hay cát, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đón nhiều vận may tới với mình. Và tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng đúng tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, người tuổi Tân Sửu sẽ có được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, quý nhân phù trợ, sẽ đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng là rất lớn, giúp cho quý cô bác thay đổi cuộc đời từ đây và được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình cụ thể của quý cô bác tuổi Tân Sửu diễn ra trong tháng 10 âm lịch tới đây như thế nào? Làm sao để đốn cát xua hung? Làm sao để có được nhiều vận may đến với mình? Ngay sau đây, xin mời quý cô bác cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Bề trên ban phúc, tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận, trúng số liên tiếp, phất lên giàu như vũ bão, đổi đời đại gia trong tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tổng quan tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, nam nữ mạng. Tuổi Tân Sửu 1961, mạng bích thượng thổ, đất trên vách, xương con trâu, tướng tinh con đười ươi. Người tuổi Tân Sửu, tính khí ôn hòa, rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại dựa dẫm vào người khác, thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Tân Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt mục tiêu ra, họ sẽ kiên trì tới cùng, đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Những người tuổi Tân Sửu có lối sống rất thực tế, không mơ mộng hảo huyền, họ ghét những lời nói ngon ngọt nịnh bợ người khác, thậm chí là tránh xa những người mồm mép tép nhảy, người này ít chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật. Bởi vậy, không ai biết những kế hoạch họ đang làm gì. Tuổi Tân Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể, họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác, dù có gặp phải những khó khăn nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi, ngược lại luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách. Trong công việc, khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn, ít khi bị mắc sai lầm, bởi vậy họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, trong những trường hợp cần phải quyết đoán, tuổi Tân Sửu lại bị tuột mất cơ hội, họ cần phải chăm chỉ, nỗ lực học hỏi hơn nữa mới có thể đạt được thành công. Những người tuổi Tân Sửu luôn có nguyên tắc cho cuộc sống của mình, họ đặt yêu cầu cao cho những mối quan hệ, người thân xung quanh, đôi khi điều đó gây phiền phức cho những người khác. Tuy nhiên, tuổi Tân Sửu được rất nhiều người yêu quý bởi sự thật thà, chân thành, luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho những người đang gặp khó khăn. Tuổi Tân Sửu đại diện cho sức khỏe về cả thể chất lẫn tinh thần, họ có khả năng làm việc với năng suất cao gấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách, ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mai một mà càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiên quyết hơn. Giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh khiến tuổi Tân Sửu dễ dàng chạm mốc thành công. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự kiên định đó khiến tuổi Tân Sửu trở thành người bảo thủ, cố chấp trong mắt mọi người. Những người này ít làm theo lời khuyên từ ai đó, kể cả là những người thân, họ tin vào sự lựa chọn và những suy nghĩ tính toán của bản thân mình. Tuổi Tân Sửu là con người thẳng thắn, thành thật và luôn dùng lý trí khi giải quyết công việc, họ rất trung thành và đáng tin cậy, một khi đã hứa thì sẽ làm tới cùng. Tuổi Tân Sửu ghét những con người không thành thật, giả tạo, thậm chí họ luôn tìm cách tránh xa, không tiếp xúc với những con người này. Trong công việc, tuổi Tân Sửu làm việc một cách trình tự khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất, với con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng, tư duy logic chặt chẽ, những người này có tài trong kinh doanh,
họ sẽ trở thành những ông chủ, bà lớn ngay từ khi còn rất trẻ. Trong cuộc sống, họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người phải chấp hành, thực hiện theo. Đôi lúc tuổi Tân Sửu khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu, bị kiểm soát. Tuy nhiên, những người tuổi Tân Sửu khó có thể thay đổi được thói quen của mình, họ sẽ không phù hợp với những công việc ngoại giao, thuyết phục người khác. Để đạt được ước mơ hoài bão, chinh phục được thành công, tuổi Tân Sửu kiên trì cố gắng và quyết tâm đến cùng, chừng nào chưa đạt được mục tiêu, họ sẽ không bỏ cuộc. Những người này luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Dù cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ cũng sẽ không dễ dàng chán nản, bỏ cuộc. Những người này bền bỉ từng bước một thực hiện kế hoạch của mình, không vội vàng hấp tấp, họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình, dù trong những lúc nóng giận, đó là lý do tại sao mọi người luôn trông thấy vẻ bề ngoài điềm tĩnh, vui vẻ của tuổi Tân Sửu. Tuy thông minh, trí tuệ sắc sảo hơn người, nhưng họ không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm khó khăn, thử thách thì tuổi Tân Sửu vẫn ung dung, hiên ngang toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Nếu làm việc với những người tuổi Tân Sửu, bạn sẽ thấy họ thật cẩn thận và khoa học, không bao giờ cầu thả. Họ chậm rãi chắc chắn trong từng bước đi của mình, không bao giờ mắc phải những sai sót không đáng có. Hơn nữa, tuổi Tân Sửu rất coi trọng chữ tín, một khi đã làm thì sẽ làm hết mình, có trách nhiệm với công việc được giao. Họ làm gì cũng tuân theo nguyên tắc, chuẩn mực xã hội, không bao giờ đi ngược lại với truyền thống văn hóa dân tộc. Bởi vậy, đôi khi cuộc sống của những người này thật nhàm chán và cứng nhắc. Đàn ông tuổi Tân Sửu dù không lãng mạn mơ mộng, nhưng họ có trách nhiệm, khi kết hôn sẽ hết mình chăm lo cho cuộc sống gia đình. Dù vẻ bề ngoài luôn điềm tĩnh, vui vẻ, nhưng thực ra tuổi Tân Sửu che giấu không ít những nỗi niềm trong lòng, những lúc buồn bã khó khăn, họ cũng cần được quan tâm an ủi chăm sóc. Lúc ấy gia đình và những người thân xung quanh sẽ là động lực, tiếp thêm sức mạnh để tuổi Tân Sửu tiến lên phía trước. Mặc dù rất gan dạ dũng cảm, nhưng tuổi Tân Sửu cũng không thích phải đối mặt với mạo hiểm, họ luôn chọn giải pháp an toàn, chắc chắn cho bản thân mình. Họ thích sống một cuộc sống yên bình, hòa hợp, không mưu lợi, danh vọng cao sang. Đối với tuổi Tân Sửu, gia đình là nơi linh thiêng, gắn bó suốt cuộc đời của một con người. Bởi vậy họ coi trọng gia đình hơn tất cả mọi thứ, dù có bận rộn với công việc, người này vẫn luôn dành thời gian để quan tâm, chăm sóc và yêu thương những thành viên trong căn nhà của mình. Họ nghiêm túc tôn trọng các mối quan hệ của mình, không bao giờ lợi dụng được bất kỳ tình cảm của ai. Khi muốn gắn bó lâu dài với một mối quan hệ nào đó, tuổi Tân Sửu cần thời gian để tìm hiểu đối phương, vun đắp và phát triển tình cảm của mình. Mọi mối quan hệ của tuổi Tân Sửu nhất thiết phải dựa trên sự cảm thông, tin tưởng lẫn nhau. Họ khéo léo trong chuyện chọn bạn bè, không phải ai tuổi Tân Sửu cũng coi là những người tri kỷ thật sự. Trong cuộc đời, tình duyên của người tuổi Tân Sửu thường đến muộn và diễn ra khá êm đẹp. Nếu kết hôn với họ, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào tình yêu của người tuổi Tân Sửu, chung thủy, âm thầm và ấm áp. Họ luôn biết cách nhường nhịn chi tiêu trong gia đình, không bao giờ để những người thân của mình phải gặp thiếu thốn. Tuy nhiên, đàn ông tuổi Tân Sửu đôi lúc rất gia trưởng, cố chấp, luôn mong muốn người khác phải thực hiện đúng những yêu cầu luật lệ của mình. Cuộc đời nhiều may mắn, đường công danh phát triển mạnh mẽ, có thể vào chung vận có nhiều kết quả về danh phận, đời sống có thể lên đến tuyệt đỉnh của cuộc đời. Tóm lại, tuổi Tân Sửu nam nữ mạng có nhiều hay đẹp về cuộc sống, cũng như về danh vọng và sự nghiệp, tuổi Tân Sửu phát triển mạnh về công danh, chung vận và hậu vận nhiều sung sướng. Tiếp theo xin mời quý cô bác đến với phần luận giải chi tiết qua các phương diện chính. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi cho thấy, bước sang tháng 10 âm lịch năm 2023, người tuổi Tân Sửu hứa hẹn nhiều điểm sáng mới trong công việc, được thiên đức cát tinh xuất hiện mang theo vận quý nhân nâng đỡ vận trình. Bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao khá dễ dàng, được cấp trên hậu thuẫn, cấp dưới đồng lòng, mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch. Người tuổi Tân Sửu hãy tự tin phát huy những điểm mạnh của mình, bạn sẽ dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh, trở thành một điểm sáng trong tập thể, khiến lãnh đạo phải chú ý và tạo cơ hội để cân nhắc. Thiên đức cát tinh đem tới nhiều điểm sáng cho công việc của bản mệnh, bạn phát huy được ưu điểm của mình như tập trung, nghiêm túc, có trách nhiệm nên tránh được nhiều sai sót, luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thậm chí dẫn dắt mọi người cùng vượt qua được khó khăn. Chắc chắn lãnh đạo sẽ rất ấn tượng với những việc bạn đã làm và sẵn sàng dành cho bạn cơ hội để khẳng định bản thân, tương lai giữ một vị trí cao hơn trong tập thể. Với người làm lãnh đạo, bạn tạo dựng được cái uy của mình, nên dễ nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Hãy mạnh dạn bắt tay vào thực hiện hóa các kế hoạch của mình,
bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt tập thể đạt được bước phát triển mới đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành công hay được đánh giá cao đến mức nào, bản mệnh cũng không được để mình có quyền kiêu căng, coi thường người khác, bởi hung tinh vẫn luôn rình rập, chỉ chờ bạn sơ sẩy là rắc rối sẽ xảy ra. Con giáp này nên chú ý đến các hành xử với mọi người xung quanh, đặc biệt cần nói năng cẩn trọng, có cách ứng xử linh hoạt phù hợp với những tình huống khác nhau. Bạn không nên tỏ vẻ coi thường người khác, coi thường những công việc quen thuộc kẻo sẽ rất dễ vướng vào những khúc mắc không đáng có, khiến hình tượng của bản thân bị ảnh hưởng. Theo lịch vạn niên và phi tinh tháng 10, lục bạch đồng cung với bát bạch ở hướng đông nam, tại đây tuổi Tân Sửu chú ý bố trí đồ đạc gọn gàng sạch sẽ, nếu có thể hãy bổ sung thêm cây xanh, tiểu cảnh hay hòn non bộ tại đó. Những vật phẩm phong thủy này có tác dụng khuếch đại trừ khí, phong thủy tích cực, mang tới vận khí hanh thông, thúc đẩy mọi việc bạn làm càng thuận lợi. Về mặt tài lộc, người tuổi Tân Sửu bước sang tháng 10 âm lịch thấy rằng con đường tài lộc của con giáp này có những điểm sáng đáng kể, bạn có thể thu tiền về đầy túi không phải lo đến chuyện chi tiêu. Với người làm công ăn lương, dù đã về hưu, nhưng bản mệnh cũng sở hữu một túi tiền rủng rỉnh nhờ các ngành nghề tay trái. Những người làm kinh doanh, buôn bán chắc hẳn sẽ thu về nhiều lộc lá đầy túi nhờ kinh nghiệm và tay nghề chuyên nghiệp. Cộng với cách đối nhân xử thế hòa ái, bạn lại càng cảm thấy có động lực hơn và tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ. Bạn tạo dựng được thương hiệu của mình, khiến khách hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của bản thân, nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay trở lại. Bạn có một đội ngũ khách hàng thân thiết và trung thành, nên khoản tiền thu vào túi lúc nào cũng ổn định, không phải sợ hãi trước sự cạnh tranh của đối thủ. Tuy nhiên, có những lúc con giáp này cần để ý đến các hành xử của mình, chớ nên cư xử một cách cứng nhắc hoặc chủ quan, coi thường những công việc đã quá quen thuộc, ngoài điều bất chắc vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì thế cứ cẩn thận vẫn hơn. Về phương diện tình cảm, gia đạo, tháng mới được Hồng Loan trợ mệnh, chuyện tình cảm của tuổi Tân Sửu ngày càng phong phú, có nhiều trải nghiệm thú vị. Với các cặp vợ chồng, thời điểm này thích hợp để dành thời gian chia sẻ hóa giải mâu thuẫn, giúp không khí gia đình thêm ấm áp, xóa tan sự căng thẳng trước kia. Gia đình bạn có thể cùng nhau đi du lịch để tạo thêm sự gắn kết giữa các thành viên, bản mệnh đừng bỏ lỡ cơ hội để có được tình cảm như ý. Có người chồng, vợ thấu hiểu, yêu thương, bạn đã bớt đi tâm so sánh một nửa của mình với người khác, tiền bạc không còn là thước đo như trước đây. Người tuổi Tân Sửu nhận ra rằng, khi họ quan tâm tới bạn từng chi tiết nhỏ để chăm sóc cho bạn, đó mới thực sự là điều đáng quý. Về phương diện sức khỏe, tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023, về mặt sức khỏe, hầu như Tân Sửu không gặp vấn đề gì lo ngại về phương diện này, có điều do hung tinh Bạch Hổ ảnh hưởng. Bản mệnh chú ý đi đứng cẩn thận tránh bị tai nạn xe cộ hoặc họa hình thương như té ngã, chấn thương. Theo đông y mùa thu nên chú trọng dưỡng sinh để củng cố và tăng cường sức khỏe. Cần phối hợp nhiều biện pháp như ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện, điều hòa khí huyết theo nguyên tắc dưỡng âm, ẩm chống khô hanh, nên ăn tăng chua giảm cay, ngủ sớm dậy sớm, giảm tần suất quan hệ tình dục, vận động nhẹ nhàng. Ngoài ra, cần đặc biệt lưu ý, cảnh mùa đông tiết trời chuyển lạnh, dễ gợi cảm xúc buồn thương, nhất là với người già khi tuổi đã xế chiều, nên tâm trạng dễ bực tức, bởi vậy bạn cần phải giữ tinh thần lạc quan, yêu đời, để làm nền cho hai khí âm dương cân bằng, từ đó phòng tránh bệnh tật. Sau đây là tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, tháng 10 âm lịch 2023. Tử vi tuần 1, tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, tháng 10 âm lịch 2023. Bước sang tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch, tháng Quý Hợi, người tuổi Tân Sửu có một tuần vượng duyên nhờ có sự xuất hiện của sao Thái Âm. Cát tinh này che chở cho các mối quan hệ của Sửu, mở ra những kết nối trong cả cuộc sống lẫn việc làm ăn. Bạn có thể tranh thủ cơ hội này để mở rộng quan hệ hợp tác, tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Về công việc, chính quan báo hiệu, Sửu có thể biến tuần lễ mới của mình trở nên ý nghĩa hơn bằng những thành tựu đạt được trong tuần này. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn trọng khi giao tiếp với những người xung quanh. Sự thân thiện của bạn có thể là yếu tố để kẻ xấu lợi dụng và hãm hại. Đầu tuần và giữa tuần là lúc cát khí vượng, tài vận vượng phát, Sửu cũng nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền, chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến vào cuối tháng. Cuối tuần có điểm báo hao tài, con giáp này nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, tránh chi tiêu hoang phí mua sắm quá độ. Theo dõi tử vi cuối tuần, người tuổi Tân Sửu có thể an tâm hưởng thụ thành quả khi vận trình của bạn đang có rất nhiều tín hiệu tích cực. Mọi việc diễn ra thuận lợi khiến cho mọi người phải ghen tị với may mắn của bạn đấy.
Nhìn chung công việc tiến triển theo đúng mong muốn, chỉ cần bản mệnh giữ được tinh thần lạc quan và vui vẻ thì không có gì không làm được. Dù là cuối tuần nhưng bản mệnh cũng chẳng hề ngơi tay, song sự bận rộn này đổi lấy những hiệu quả bất ngờ. Đây sẽ là thời điểm vượng vận khí nhất, khá thích hợp để những người làm kinh doanh đưa ra quyết định đầu tư, hợp tác làm ăn. Con giáp này sẽ có cơ hội tiếp xúc với một vài đối tác đáng tin cậy, hãy duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài để đôi bên cùng có lợi nhé. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, dậu, tí, tiểu nhân, mão, ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, đen. Con số may mắn, 25, 78, 92. Tử vi tuần 2, tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, tháng 10 âm lịch 2023. Tuần mới, hung tinh thiên cầu xuất hiện, người tuổi Tân Sửu nên giữ được bình tĩnh và hạn chế tạo mâu thuẫn với đồng nghiệp trong tuần lễ này, nếu không người chịu nhiều thiệt thòi có thể là chính bạn. Vận khí ảm đạm, con giáp này làm gì cũng phải đầu tư thật nhiều công sức, nhưng thành quả chẳng thể như mong muốn, dù vậy, bạn cũng chớ vội nghĩ tới chuyện bỏ cuộc. Có lẽ vì công việc bận rộn hoặc cuộc sống có chút thay đổi, nên bạn đang khó lòng tập trung vào những gì đang diễn ra trước mắt. Dù vẫn may mắn là không xuất hiện tình huống nguy hiểm, song con giáp này sẽ khó lòng tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn khi vướng mắc bởi những vấn đề ngoài ý muốn. Tài lộc trong tuần chỉ ở mức trung bình, tuần này không thích hợp để bản mệnh mạo hiểm đầu tư ở những lĩnh vực mới, càng mạo hiểm thì nguy cơ càng rủi ro lớn, thậm chí có thể mất trắng. Nhìn chung, người tuổi Tân Sửu làm gì cũng nên cẩn trọng trong các quyết định và cả việc chi tiêu tiền bạc. Sức khỏe của tuổi này có dấu hiệu suy giảm, bạn được nhắc nhở nên chú ý việc ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc, kết hợp vận động nhẹ nhàng thường xuyên sẽ khiến cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thư thái hơn. Ngoài ra, những người làm việc chân tay hay thường xuyên di chuyển đi lại cũng nên chú ý vấn đề an toàn cho bản thân. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, tị, hợi, tiểu nhân, mùi, thân. Màu sắc may mắn, đen, nâu. Con số may mắn, 89, 56, 27. Tử vi tuần 3, tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, tháng 10 âm lịch 2023. Trung tuần này, người tuổi Tân Sửu được thiên đức cát tinh hậu thuẫn nên vận trình công việc hanh thông, các kế hoạch, nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ. Bạn cũng nhận một khoản thưởng nóng kha khá, nhờ vào sự thông minh và khéo léo trong công việc, những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết trong tuần. Tuy nhiên, trong môi trường tập thể, bạn nên giảm bớt sự gai góc của mình lại. Con giáp này có thể thể hiện quan điểm của mình, nhưng chớ nên quá gai gắt. Bản mệnh có thể gặp rắc rối khi khăng khăng làm mọi chuyện theo ý mình mà không quan tâm đến những người xung quanh. Sự lắng nghe lúc này là rất quan trọng. Tài lộc trong tuần cũng khá vượng, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng. Một số dự án ban đầu, đầu tư bắt đầu thu hồi kết quả sau một thời gian đợi chờ trong sốt ruột. Nhìn chung, tuổi Tân Sửu đã gặt hái không ít thành tựu nên vấn đề tiền bạc không cần lo ngại. Tuy nhiên, có vẻ như khi mọi chuyện đang diễn ra ổn định thì bạn lại có xu hướng chủ quan. Con giáp này cần tập trung để tránh xảy ra những sai sót, chúng rất mất thời gian sửa chữa cho dù không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Thậm chí, bạn còn có thể đánh mất những thành quả mà mình đã vất vả gây dựng. Tuổi Tân Sửu cũng có thể kiếm được khá nhiều tiền trong tuần này từ cả hai nguồn thu phụ và chính. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có thu nhập khá tốt, không lo túng thiếu. Dù vậy, bạn cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý, đừng vội mua sắm bừa bãi khiến tiền bạc hao tổn nhanh chóng. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, sửu, dậu, tiểu nhân, mùi, mão, màu sắc may mắn, đen, xám. Con số may mắn, 91, 72, 64. Tử vi tuần 4, tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, tháng 10 âm lịch 2023. Tỷ Thiên xuất hiện trong vận trình, nhắc nhở người tuổi Tân Sửu tốt nhất nên tránh cãi vã, tranh cãi với đồng nghiệp của mình và đặc biệt là với cấp trên trong tuần này, dù bạn có những ý tưởng và quan điểm trong tuần này. Muốn thể hiện nhưng cũng nên chú ý tới hoàn cảnh và thời điểm. Sự kích động nhất thời khiến con giáp này dễ dàng làm mất lòng người khác, gây ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của bản mệnh trong tương lai đấy. Cho dù nhìn theo hướng tích cực, sự hiếu thắng có thể khiến bạn không ngừng cố gắng vươn lên, thậm chí đạt được kết quả vượt xa người thường. Tuy nhiên, vấn đề nào cũng có hai mặt, bản mệnh cũng không nên coi thường mặt tiêu cực của tính hiếu thắng, bởi bản mệnh sẽ tạo thêm nhiều kẻ thù, phá hỏng các mối quan hệ vốn tốt đẹp. Tài chính cũng đứng trước nhiều nguy cơ do tiểu hao cản trở, các khoản chi phí vô tội vạ, mua sắm theo ý thích sẽ làm cho bạn rỗng túi nhanh chóng.
Bản mệnh cần tập trung vào công việc, ổn định thu nhập bằng cách tìm tới sự hướng dẫn và giúp đỡ của những người đi trước, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Ngoài ra, đừng vì bận rộn mà quên chăm lo cho đời sống tình cảm của mình hay sao nhãng vun vén các mối quan hệ cá nhân, chu toàn gia đình, chăm sóc bạn đời, hẹn hò người yêu. Không chỉ là những trách nhiệm mà bạn phải hoàn thành, nó còn là niềm vui giúp bạn thoải mái hơn sau những giờ làm việc căng thẳng. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Đậu, Sửu, tiểu nhân, Dần, Mùi. Màu sắc may mắn, tím, đen. Con số may mắn, 69, 85, 27. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, người nhân hậu luôn biểu hiện tấm lòng thơm thảo của họ. Ở mọi lúc, mọi nơi, họ bao dung độ lượng và mong muốn giúp đỡ người khác. Những việc họ làm khiến thế giới mỗi ngày như trở nên tươi đẹp hơn. Những người lương thiện luôn mang bên mình nguồn năng lượng tích cực. Khi thấy người gặp nạn, họ sẽ không ngại đứng lên giúp đỡ. Người ta cứ bảo, làm điều tốt cho người khác thì trước tiên, mình cũng phải có điều kiện thì mới làm được. Nhưng đó là quan niệm sai lầm. Bởi cứ làm cho tốt những gì trong phạm vi mình làm thì bạn đã là người tử tế. Người tử tế thì chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho những người xung quanh mình mà không cần phải cố gắng đi tìm việc tốt để làm. Trên đời việc bạn luôn đúng, không quan trọng bằng việc bạn luôn tử tế. Có thể thấy, chúng ta bị mắc kẹt với mong muốn được công nhận là đúng và mong đợi mọi thứ sẽ hoàn hảo. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi theo thời gian, việc tìm ra rằng chúng ta đúng hay sai là những gì thực sự gây tổn thương. Tuy vậy, mong muốn được công nhận là đúng đắn không phải luôn bắt nguồn từ nhận thức chân chính, đặc biệt là khi cái giá phải trả đi kèm với sự thiếu tử tế, thiếu kiên nhẫn hay vô cảm. Người tử tế họ không lừa ai, nên họ cũng không bị ai lừa. Nếu thứ bị mất là của mình, thì trời sẽ mang nó về cho họ. Họ tin vào thiện ác, hữu báo và chỉ để tâm đến việc thiện. Những gì phải chịu đựng ngày hôm nay, họ sẽ được bù đắp trong tương lai. Người xưa thường nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Sang hèn thọ yểu, vốn đã được an bài theo thiên mệnh, trên đầu ba thước có thần linh. Những việc làm của con người, thần đều ghi chép lại, đạo trời có luân có quả. Thấu hiểu được đạo lý này, thì con người ắt sẽ sống trong hoan lạc yên vui. Sống thiện lương, khi thấm nhuần những điều đẹp nhất của sinh mệnh, dùng tâm cảm nhận chúng ta, sẽ lĩnh hội được các loại thiện lương khác nhau, làm ấm cho người, nhưng cũng làm thơm cho mình. Người thiện lương, luôn sống đúng mực, tôn trọng đạo nghĩa, tin luật nhân quả và thiện ác hữu báo. Không ai có thể thoát khỏi vòng quay thiên ý. Khi người khác gặp khó khăn, hoạn dung, khoan dung với người cũng là dành cho mình một lối thoát. Nếu bạn muốn trở nên thú vị, hãy biết sống lạc quan. Nếu bạn muốn được hài lòng, hãy làm người khác hài lòng. Nếu bạn muốn được giúp đỡ, hãy luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Đừng bao giờ khiến người khác không có đường lui. Đời người danh vọng của cải đó thay đổi, nhưng lòng tốt thì không bao giờ mất. Thiện lương giống như xương sống của mỗi người và là cội nguồn của vận may. Làm điều tốt, chúng ta luôn sống ngẩng cao đầu mà không phải hổ thẹn với trời đất, phúc khí sẽ tự nhiên đến, cuộc sống an nhàn không có nhiều vướng bận lo âu. Khiêm nhường là việc nên làm, hãy giữ khuôn mặt bạn luôn hướng về ánh mặt trời và bóng tối sẽ ngả phía sau. Sống ở đời cũng không phải nhọc sức tranh giành hơn thua với người khác, bởi vì nhường nhịn không phải là yếu hèn, thiện lương không phải là dại dột. Trong tình nghĩa không phải vì quá câu nệ mà là vì muốn có những khoảnh khắc tuyệt đẹp bên những người mà bạn của mình. Không nỡ từ bỏ duyên phận và tình bạn bè tốt đẹp này, không nên che giấu tình cảm trong trái tim mình. Trong Thượng Thư, Chu Thành Vương khuyên bảo quân rằng, tất hữu nhẫn, kỳ nãi hữu tệ, hữu dung đức nãi dại, tạm dịch, nhất định phải nhẫn nhịn, mới có thể thành công, có thể khoan dung với người, thì đạo đức tu dưỡng mới nâng cao lên. Nhẫn là một loại cảnh giới đạt được khi chúng ta không ngừng buông bỏ cái nhẫn của Phật giáo, cái nhẫn của đạo gia. Vì chân lý mà có thể buông xả hết thảy mọi thứ trên thế gian, thậm chí xả thân vì đạo, tâm đại nhẫn, tựa như kim cương bất động, vững như thạch bàn. Tu dưỡng là chỉ phẩm chất, đạo đức, trí chất và sự lĩnh ngộ đối với sinh mệnh của một người, nó là một loại trình độ, đòi hỏi con người phải trải qua một thời gian rèn luyện và bồi dưỡng lâu dài mới đạt được. Một người có tu dưỡng hay không, phải căn cứ vào địa vị, tiền bạc và dung mạo mà đánh giá được. Chúng ta thường nghe câu, thượng thiện nhược thủy, ý nói, thiện cao nhất là nước, một người muốn giữ được bản thân giống như đặc tính cao đẹp của nước thì trước hết phải chân thật. Bản tính chân thật là kho báu trời sinh của mỗi người. Một người có bản tính chân thật, tấm lòng chân thành thì khi đối xử với người nhà sẽ đạt đến mức chí thân, chí hiếu, chí tình, chí thâm. Thân nhất, hiếu thảo nhất, yêu thương nhất và sâu sắc nhất. Còn khi đối với bạn bè, họ sẽ không có tính toán mưu mô mà luôn trong sáng vô tư và hết lòng. Đối với người khác, họ sẽ có thể khoan dung rộng lượng,
không so đo thiệt hơn. Nếu bạn muốn thành công trong thiên hạ, bạn phải chăm chỉ tu dưỡng lòng tốt, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phước đức. Tất cả phúc phận của con người là do quá trình tu dưỡng mà thành. Người tự tế sẽ có phúc khí, trời xanh khắc có an bài tốt nhất. Trong thế giới này, cán cân công lý của vũ trụ công bằng, thiện ác đều có phân ranh giới tuyến, và cái ác chưa bao giờ thắng cái thiện. Tất cả những người làm việc thiện cuối cùng sẽ có phúc báo, bởi vì vạn vật trong vũ trụ tồn tại đều có nhân có quả. Vậy nên, hãy luôn là một người sống tử tế và bao dung hơn trong cuộc sống. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 10 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.